dạo này video nhiều view đấy nhở? Check comment cái nào. Cái gì? Sốc lùa gà tản sốc 100 độ cháy máy. Đi ba phải ép xung mới cân được 3 độ không? Nghĩ sao lùa dòng 12 dùng tản sốc? Trời đất ơi, giờ lại như này, Y3 là một chiếc xe cu không qua nóng tản sốc cũng được mà. Và để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, thì hãy cùng bắt đầu với số giải quê và một anh em nhé. Hai bạn ở dưới comment bảo mình rằng là chiếc Y3 quá nóng, bắt buộc phải mua tản rời. Nếu mà không dùng tản rời, dùng tản sốc thì sẽ bị 100 độ, 90 độ gây cháy máy. Thì bây giờ hãy cùng xem là mình sai hay các bạn thì sai nhá. Trong cửa hàng của chúng mình thì sẽ có một vài chiếc tản nhiệt tầm dưới 500k mà rất nhiều anh em mua. Chúng ta có thể bắt đầu với chiếc là CR1000 Pro. Đầu tiên là chiếc này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có là Deepcool AG400. Sau đấy chúng ta sẽ có đó chính là chiếc CR1002. Tiếp nữa sẽ là chiếc chiếc SE214XT. Và cuối cùng đó chính là chiếc CR1004 anh em nhé. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 chiếc tản nhiệt này sẽ được so sánh hoặc là đối đầu với cả chiếc tản sốc Intel để xem liệu rằng chiếc CPU i3 12100 phiên bản F trong trường hợp của mình nhá có thể chơi được với cả chiếc tản sốc không hay bắt buộc phải mua tản rời. Thì trước khi bắt đầu bài test, chúng ta phải hiểu được một cái khái niệm trong máy tính, đó chính là thermal throttling. Đây là một cái khái niệm chung toàn cầu cho cả những cái ngành công nghệ rồi. Đây là giới hạn về nhiệt, tức là sao? Ví dụ khi mà anh em ấy, máy tính anh em bị quá hay là chạm tới một cái mức nhiệt nào đó thì chiếc máy tính sẽ tự động giảm xung xuống để đảm bảo cái tuổi thọ của chiếc máy tính có thể kéo dài lâu hơn. Chẳng hạn như chiếc CPU i9 13900K, khi mà chạm tới mức 100 độ default nhá, 100 độ default thì nó sẽ tự động giảm xuống 4.9 hay 4.8 hay 4. Bao nhiêu đấy để đảm bảo rằng chiếc CPU của chúng ta không chạm vào quá mức 100 độ đấy. Và nếu mà như thế thì tức là chúng ta bị thermal throttling rồi, lúc đấy thì sẽ phải tăng tản nhiệt lên. Nhưng liệu rằng chiếc i3 12100 này có bị thermal throttling không thì hãy nhìn vào mức xung anh em nhé. Mức xung là thứ thể hiện rất rõ cái gọi là hiện tượng thermal throttling. Khi mà chiếc tản nhiệt không cân được một chiếc CPU thì nó sẽ bị giảm xung xuống, và không một chiếc tản nào ở đây bị giảm xung cả. Tất cả chiếc tản, dù là tản stock hay là chiếc SE214 hay là chiếc AG100 thì chiếc CR1000 thì không một chiếc tản nào rời ra khỏi được cái mức xung ổn định là 4.09 hết. Nếu anh em nhìn biểu đồ thì tất cả những chiếc CPU đều nằm ở khu vực đó. Điều đó có nghĩa rằng là không có một chiếc tản nào gây ra thermal throttling với chiếc CPU i3 12100 hết, thì kể cả là chiếc tản stock này. Nhưng tất nhiên, dù xung bao nhiêu, dù xung ổn định như thế, nhưng mỗi mili giây, mỗi micro giây nó lại điều chỉnh lên, chỉnh xuống, chỉnh lên, chỉnh xuống vài phần trăm về xung. Thế, điều đó sẽ dẫn tới một cái sự khác biệt về hiệu năng. Thế thì, khác biệt như nào? Sau 30 phút chúng mình test thì mình sẽ nhận được một số điểm CR23 như này. Đấy, CR-Band R23 như này. Rồi, xếp hạng như này nhá. Ba chiếc tản cao nhất này, SE214 này, CR1004 này, CR1002 này, rồi đến chiếc tản stock, rồi sau đó là chiếc AG400, rồi cuối cùng là chiếc CR1000. Và tất nhiên, do những chiếc tản nhiệt này đều có khối lượng nhôm nhiều hơn, khối lượng đồng cao hơn và một cái diện tích tản nhiệt lớn hơn, dẫn tới một cái mức nhiệt độ cũng thấp hơn kha khá so với cả chiếc tản này. Chiếc tản stock này nóng hơn với những chiếc tản này khoảng tầm từ 5 tới 10 độ anh em ạ. Đến đây thì anh em kiểu thằng này mày ngu thế, tao nói rồi, đảm bảo là i3 phải mua tản rời, đảm bảo là như thế. Thế đấy, tư vấn rất là không quan tâm rồi. Nghe đến đây thì anh em phải tự nhìn lại kết quả đi. Khoảng cách giữa chiếc CPU với số điểm cao nhất và chiếc tản stock là chỉ rơi khoảng tầm 2% thôi, trên 2% một tí thôi. Và nếu mà anh em thực sự lúc nào cũng dùng 100% CPU, lúc nào cũng render video, lúc nào cũng render 3D bằng CPU thì chúc mừng bạn, 2% của bạn sẽ giúp cho cái render của bạn từ 100 giây còn 98 giây, render 10 phút của bạn còn 9 phút 48 giây. Thật là nhiều đúng không? Mình chỉ trêu anh em thế thôi. Anh em nhận thấy rằng là 2 phút, 2% là quá bé, 2% là cực kỳ bé, và nó sẽ còn bé hơn rất nhiều nếu mà anh em không sử dụng CPU của mình để làm việc. Anh em chỉ chơi game hoặc là cái thời gian làm việc sử dụng 100% CPU ấy, nó chỉ chiếm khoảng tầm 10 hoặc 20% thời gian sử dụng máy thôi, thì 2% là quá chi là bé luôn. Và nói một cách thực tế nhá, anh em sẽ không bao giờ nhận thấy được cái 2% đấy dù kể cả chơi game hay làm việc. Vâng, bạn thấy rồi đấy. Hai bạn ở dưới comment ấy, chiếc CPU này có thể hoàn toàn thoải mái đi với cả chiếc tản stock, và nó không lên 100 độ đâu bạn nhá. Không lên 100 độ một chút nào đâu. Nó chỉ rơi khoảng tầm từ 60 tới 70 độ và nhiều lắm là 80 độ nếu mà trời nóng hoặc là chiếc cây của bạn bí khí. Và
mình không cần phải ép xung chiếc i3-12100F này để có thể lên được, gọi là cân được chiếc 3060 như cái bài test của mình ấy. Thì đúng, những cái lúc mà nó compiling các shader chưa đủ thì nó dùng 100% CPU thật, nhưng mà trong các bài test đa số thì đều sử dụng được khá là nhiều, tức là gần như tối đa chiếc cả màn hình. Chỉ có một vài game ấy nó sẽ chỉ sử dụng là 80% hoặc 90% cả màn hình thôi. Và nhá, các bạn này, nếu mà anh em nhìn cái list comment, nhìn những cái comment của bạn ấy thì chúng ta nhận ra đây là một cơ thiếu hoàng đó. Tại sao lại là cơ thiếu hoàng? Bởi vì bạn ý nào thì nói là tản nhiệt 100 độ nhưng không có dẫn chứng, nào thì phải ép xung i3 mới cân được 3060. Bạn ấy đang định ép xung chiếc i3-12100, đúng là có thể ép xung được. Như Dell đã chỉ ra là có thể ép xung được với những chiếc mainboard có clock generation riêng. Nhưng những chiếc mainboard như thế giá bao nhiêu? Chiếc mainboard rẻ nhất mà Dell tìm thấy đó chính là chiếc B660G. Chiếc B660G thì bao nhiêu tiền? Hơn 5 triệu. Vậy là bây giờ bạn định gắn một chiếc mainboard 5 triệu cho một chiếc CPU 2,5 triệu. Thà thì lên một chiếc CPU đó chính là chiếc i5-12100 đi, 12400 đi, rồi thêm một chiếc B660 giá rẻ đi thì còn hơn, đúng không? Mình thật là mình không biết là bạn là chủ shop hay bạn là người gì. Bạn mình có thể thấy rằng bạn xem review rất nhiều nhưng bạn xem không kỹ và dẫn tới những cái câu nói như vậy. Đấy, mình nghĩ rằng bạn nên bồi bổ kiến thức thêm và để có thể nhận được nhiều kiến thức hơn để đảm bảo rằng những gì bạn nói là đúng, những gì bạn nói là chuẩn. Và nhá, ở dưới comment có những người bạn khác cũng chỉ ra rằng là ok, chiếc CPU i3-12100 nhiệt độ cũng chỉ như này thôi, nhưng bạn ấy cãi bằng được, cãi bằng chết đi được. Và đến lúc mà bạn ấy đuối ý, bạn không còn ý gì nữa thì lại theo kiểu gọi là ok, bạn là nhất, bạn là số 1 rồi. Như thế là rất không tốt và cực kỳ không hay so cho cái cộng đồng của chúng ta, cho cộng đồng PC chúng ta. Hy vọng rằng bạn có thể trở nên một người tốt hơn nhá. Bản thân mình thì là một người cũng chỉ mong muốn rằng là chúng ta, tất cả những người dùng chúng ta, mình là làm cho Hacom nhưng mình cũng là một người dùng, mình cũng là người dùng máy tính, mình cũng phải build máy tính, mình cũng tự build cho chính mình, build cho các người bạn. Thế nên là mình luôn muốn đưa content tốt nhất, đưa những điều tốt nhất cho mọi người đó. Vậy thì kết luận là gì? Nếu mà anh em mua cái bộ máy tính 15 triệu của mình ấy thì tản stock dùng vẫn được thôi. Nhưng mà nếu bây giờ anh em muốn nâng lên tản nhiệt giờ ấy thì anh em nên mua em này. Em này là em ID Cooling SE214XT. Con này thực sự thì mình cũng không nghĩ là nó hơn những em này đâu. Nhưng mà thiết kế design của nó cũng đẹp và hiệu năng của nó cũng ổn như mình đã test ở đây rồi đấy. Còn bây giờ nhá, liệu rằng anh em có thực sự cần tản rời khi mà lắp bên ngoài máy ngoài không? Không. Anh em mua có sao không? Không sao cả, vẫn tốt, không vấn đề gì hết, đẹp cho máy, không vấn đề gì cả. Anh em có dùng được tản stock với cả chiếc i3-12100 không? Hoàn toàn ok, không vấn đề gì hết. Nếu mà anh em cảm thấy rằng những chiếc tản đây của mình hoặc là những cái bài gọi là bài giải quê của mình đây hay thì anh em bấm like và subscribe nhá. Và hãy để dưới comment xem là có những cái vấn đề gì ở trên thế giới này mà kiểu nó bị nhiều myth quá ấy, nhiều cái vấn đề mà không ai kỹ quá ấy, không ai rõ quá ấy, thì hãy để cái recommendation ở dưới comment để cho mình có thể làm video nhá. Ví dụ chẳng hạn là render bằng Premiere có thực sự cần CPU hay cần GPU mạnh, hay hoặc là sử dụng cái này thì cần nhiều CPU hay GPU hơn, hay là cái này thì cần tải như nào như kia. Thì nếu mà anh em có cái chủ đề nào mà muốn được mình giải đáp kiểu sâu lắng như này nhá, thì hãy để ở dưới comment để mình có thể làm một video nhá. Mình là Hoàng và rất cảm ơn anh em đã xem video này. Và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.